Chào các bạn nha. Thì bữa nay mình vô mình thăm lại cái nữa các bạn ơi. Bữa nay cũng được 5 ngày rồi đó. Cách cử phun thuốc 5 ngày rồi đó, mình thăm lại một cái để ngày mai mình phun cho nó ăn cử nữa các bạn ơi. Phun nữa ăn cử nữa chắc tới bao luôn đó. Thì đợt này ngày mai mình sẽ phun cũng mấy cái thuốc thường thường các bạn. Thì tháng tư với lại thuốc sâu không à. Thuốc bệnh với thuốc sâu mà. Còn vi khuẩn thì mình không thấy nó có nè, thành ra mình không xịt. Của mình bông hôm bữa cũng có bị bọ chỉ nè các bạn ha. Mấy cái này là mấy cái bọ chỉ nè, hư là nó làm hư nè các bạn. Đó. Thì mốt mấy cái này nè mình lặt mình bỏ hết các bạn. Chừa mấy trái đẹp đẹp như vậy nè. Được được như vậy nè, chừa lại. Vết ít chừa lại. Còn mấy cái mà xấu xấu là mình lặt bỏ hết. À, như trên thí dụ như chùm này nè các bạn. 1 2 3 4 5. Thì ví dụ 5 trái thì mình chừa lại khoảng 2 trái các bạn, còn mấy trái kia bỏ hết. Còn mấy cái chùm này thí dụ 1 trái nè các bạn. Thì chừa nguyên. Đây nè, thí dụ như chùm này 2 trái nè. Thì mốt mình lựa trái mình để trái trên nè, mình bỏ trái dưới, trái nào đẹp mình để thôi. Mấy cái này cũng vậy. À. Mấy cái này thì cái nào mà đẹp đẹp thì mình giữ lại. Còn cái xấu thì mình lặt bỏ đi. Rồi mình tiến hành mình bao lại. Ngày mai mình phun cử nữa thì cái tép này nè các bạn, tép nhỏ nhỏ này nè. Thì chắc khả năng là bao luôn á. Là không có phun nữa. Chỉ phun cái tép bông sau thôi. Tép nhỏ nhỏ này thì tiến hành bao lại luôn. Đợt này mình bao hơi sớm. Nhỏ nhỏ bự bự cỡ cái đầu ngón cái nè. Bự là tuần sau nữa, nếu mình phun mên phun cử nữa thì tuần sau nó sẽ bự lên và mình bao được rồi. Giờ còn cái mớ bông sau thì đợi nó tấn lên các bạn. Trái này hư luôn nè các bạn nè. Ô, bữa nay thấy có sâu nè các bạn, thấy không? Sâu lông nè. Đó. Bữa giờ khoảng 5 ngày chưa xịt á thì có sâu lông nè, còn mấy trái này là nó bị đen đen vậy là do mình xịt thuốc không tới nè các bạn. Thấy không? Bữa mình xịt mấy cái vi khuẩn rồi đó, không tới đó, tháng thư rồi đó. Thì không có trúng nó, thành ra nó bị bệnh đó các bạn. Nhiều khi nó khuất thì xịt không tới. Ngày mốt mấy cái trái đẹp đẹp vậy nè mình chừa lại. Mấy trái xấu lặt bỏ hết. Thì đợt này mình sẽ không vô phân và mình sẽ bao sớm. Rồi mình lặt tiến hành mình lặt luôn mấy cái đầu này các bạn. Mấy cái đầu mà nó không có đậu trái á, là mình tiến hành mình lặt bỏ luôn. Đó giống vậy đó. Lặt bỏ luôn các bạn để cho nó đừng có hao cái chất dinh dưỡng của cái cây. Cây nó bớt nuôi lại. Và các bạn sẽ tiến hành là cắt cắt những cái cành nào mà mình thấy nó không có hiệu quả đó là mình cắt luôn, cắt bỏ luôn để cho cái cây nó ít hao dinh dưỡng đó các bạn, tiếng nó tập trung nó nuôi trái. Là đợt này mình không có vô phân các bạn, tại vì dịch bệnh quá rồi, giá cả thì không biết sao. Đợt này các bạn thấy mình xài toàn là thuốc rẻ không các bạn, không có dám xài thuốc mắc luôn. Còn hôm bữa mà các bạn coi clip của mình á, mà thấy cái bông của mình nó đen 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 đó là do mình không có rung các bạn. Mình siêng quá, thành ra mình không có đi rung luôn các bạn. Mình bỏ thí luôn. Đậu được nhiều đậu. Thì đậu cũng đỡ các bạn. Tình hình dịch bệnh thì chán quá, xài thuốc thì xài cũng rẻ luôn mà chăm sóc thì cũng cũng không có tới nơi tới chốn lắm nha các bạn. Để tình hình dịch bệnh bớt đi rồi cái mình làm thì mình sẽ xài những cái thuốc nào mà nó tốt tốt chút các bạn. Còn bây giờ tình hình quá tệ các bạn. Mình sợ bán giá cả nó không có cao, rồi mình đầu tư vô nữa thì nó nặng chi phí quá các bạn.
Thành ra đợt này mình cắt giảm bỏ nhiều lắm. Mình còn được một mớ bông nữa các bạn. Nè, mình còn được mớ bông nhỏ này. Đó, mớ bông nhỏ nhỏ này nè. Mấy cái nào mà nó không đậu á là mình mai mốt mình tiến hành mình bao trái á, mình lặt mình bỏ hết luôn các bạn. Bỏ sạch sẽ luôn. Rồi mình tỉa cái lòng trong lại, mình tỉa mấy cái nhánh nào mà nó không có hiệu quả đó, nó giống như nó bị khuất ánh nắng mặt trời đó, là mình tiến hành mình tỉa bỏ luôn các bạn, để trên cây nó đủ số trái với đủ số lá nuôi 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 trái thôi, đủ số cành thôi, còn nhiêu mình lặt bỏ hết cho nó chống cái cây luôn nè, chết bệnh đó các bạn thấy không. Cái này là do người ta bơm nước nè các bạn, ống nước nè, nó tới lui cái chỗ này nè, rồi cái nó bị trúng, nó chạy luôn, nó hư luôn. Nè, như mấy cái chùm này nè, thì mấy mốt mình sẽ bỏ bớt, chừa lại một hai trái thôi, ít ít thôi. Mình cũng còn đợt được đợt bông này nè, thì nó sẽ xuống thêm. Thì ngày mai mình sẽ phun thuốc, thì rồi xong rồi là bắt đầu là tới vài bữa nữa là mình bao được rồi. Cỡ này là bắt đầu mình bao được rồi. Rồi bữa nay thăm vườn quay cho các bạn xem ha. Mình chào tạm biệt các bạn nha.